hôm nay thì cái phần tiếp theo mình sẽ nói về giá trị của đồng tiền theo thời gian. Và ở cái mục này thì ta nên hiểu rằng điều đó có nghĩa là giá trị của những đồng tiền luôn thay đổi ở những thời điểm khác nhau. Bởi vì trong cái nền kinh tế thị trường ấy, thì tiền luôn sinh ra tiền. Hơn nữa, sức mua của cùng một số tiền ở những thời điểm khác nhau thì nó không giống nhau. Đó là những ý niệm về thời giá của tiền tệ. Người ta thường tính tiền theo hai thời điểm, đó là hiện tại và tương lai. Vậy thì ý tiếp theo chúng ta còn phải tìm hiểu là gì? Đó là lãi suất đơn và lãi suất kép. Ta có công thức lãi suất đơn bằng số tiền gốc nhân với lãi suất nhân với số tiền, số kỳ phải trả lãi. Còn lãi suất kép là lãi kép bằng với số tiền gốc nhân với 1 cộng với lãi suất trên cho mỗi nợ. Thì ở đây ta có một khái niệm đầu tiên chúng ta còn phải tìm hiểu, đó là lãi suất đơn. Vậy thì lãi suất đơn là gì? Lãi suất đơn là số tiền lãi chỉ tính trên số tiền gốc mà không tính trên số tiền lãi do gốc sinh ra. Hay nói cách khác, số tiền lãi đơn là chỉ số tiền do số tiền gốc sinh ra thôi, chứ lãi nó không có đè ra lãi, đúng không? Và ở đây ta có một cái ví dụ như thế này. Ví dụ như là một người có 100 triệu đồng đem cho vay với lãi suất là 9% trên một năm và tính trên vốn gốc trong vòng 10 năm. Vậy thì sau 10 năm tổng số tiền gốc và lãi thu được sẽ là? Ở đây ta sẽ áp dụng công thức, ta sẽ có là 100 triệu đúng không? Là tiền gốc đúng không? Cộng cho 100 triệu nhân cho 9%, đúng không? Trong vòng bao nhiêu năm ạ? 10 năm đúng không? Nhân cho 10 ra được 190 triệu đồng. Là như thế. Còn lãi kép. Ở đây ta có khái niệm lãi kép nữa. Vậy thì lãi kép đó là lãi gì? Lãi kép nó là lãi, là số tiền lãi mà sinh ra trên cái số tiền gốc và lãi. Hay nói cách khác, số tiền này là sinh ra bao gồm số tiền gốc sinh ra lãi và số tiền lãi sinh ra lãi. Hay nói cách khác là lãi trên lãi. Như vậy lãi kép nó chính bằng số tiền gốc cộng cho một tất cả cộng lãi suất mũ tất cả mũ n, trong đó n chính là số chu kỳ ghép lãi. Số chu kỳ ghép lãi đúng không? Ví dụ một nhà đầu tư ở ví dụ trên này cho vay số tiền 100 triệu với lãi suất là 8% trên một năm và ghép lãi hàng năm. Sau 10 năm thì tổng số tiền thu về cả gốc lẫn lãi là, ta sẽ lấy là 100 triệu nhân cho 1 cộng cho 8% đúng không? 1 nhân 8% tất cả một mấy nào? Một mấy? Ở đây ta có một khái niệm, đó là ta quay lại này, lãi kép là lãi sinh ra cho số tiền lãi trên lãi. Hay nói cách khác, số tiền chính bằng một cộng lãi suất trên cho mũ n, đúng không? Vậy chỗ này chính là n này, ta cắt cái này đi, bắt vào đây là mũ 10 mà tính ra là được. Tính ra bạn, các bạn bấm máy tính xem thử được bao nhiêu à?
bằng 215,9 không? Đúng không? Ok. Sang một cái ví dụ tiếp theo là thời của tiền tệ. Vậy thì giá trị của một đồng tiền ấy nó phụ thuộc vào hai thứ là thời điểm hiện tại và tương lai. Vậy thời của tiền tệ chính là đồng tiền hôm nay có ra đầu tư sẽ sinh lời vì nó có lãi suất, đúng không? Nếu đầu tư một khoản tiền là BB trong vòng N năm thì lãi suất các năm tương ứng là R1, R2, đến RN, và ta gọi FV chính là cái giá trị tương lai sau N năm đấy, thì số tiền đầu tư sẽ là FV nhân cho 1 cộng R1 đây, nó tương bằng là đây nhá, FV sẽ bằng BV là số tiền ban đầu, đúng không, nhân cho 1 cộng cho R1 nhân cho 1 cộng với R2 nhân chứng âm chấm nhân cho 1 cộng với RN, đúng không? Tại đây thì điều đó cũng có nghĩa là nếu mà tôi gửi tiết kiệm với số tiền ban đầu là BV, tôi gửi số tiền tiết kiệm ban đầu là BV, đúng không? Số tiền ban đầu là BV và lãi suất là R% trên một năm, R% trên một năm, đúng không? Thì sau N5, tôi sẽ có được một khoản tiền chính là FV. Tôi sẽ có được một khoản tiền là FV. Và FV nó sẽ được tính bằng công thức này. Đấy. Nếu lãi suất không đổi, đúng không? Nếu lãi suất không đổi trong qua các năm thì ta sẽ có R1 bằng R2 bằng R3. R đó chính là cái gì? Đó là lãi suất trên một năm bằng RN bằng R. Thì FV là khoản tiền sau N5 đây, N đó này, thì nó bằng tiền ban đầu nhân với 1 cộng R, 1 cộng lãi suất đấy, R là lãi suất, trên cho mũ N, N chính là số 5. Đấy. Và điều đó có nghĩa là ta xem xét cái ví dụ sau đây. Nếu một người mà gửi tiết kiệm là 2 triệu đồng, lãi suất là 12% trên một năm, đúng không? Lãi suất là 12% trên một năm thì sau 3 năm sẽ thu được bao nhiêu? Ta áp dụng công thức, ta sẽ có được là FV bằng 2 triệu, đúng không? Nhân cho 1 cộng cho 0,12, đúng không? Mũ mấy nhỉ? Mũ 3. Đấy. Vậy thì ở đây nếu chúng ta tính theo ngày chẳng hạn thì công thức nó sẽ được chuyển đổi như thế nào? Nếu ta tính theo ngày, đúng không? Nếu tính theo ngày thì FV sẽ bằng BV nhân cho 1 cộng với R. Mũ mấy? Mũ chính là mũ N chia cho 365 ngày, đúng không? Đấy. Nếu tính theo ngày là như thế.
Trong đó M chính là gì? N chính là số ngày đầu tư. R chính là R không in đấy. R là lãi suất năm. BV chính là gì? Là giá trị ban đầu của nó. Đúng không? À, nếu mà tính theo tháng thì nó như thế nào? Tính theo tháng ta có một cái công thức, ta có một cái ví dụ sau đây. Nếu mà gửi tiết kiệm 100 triệu đồng trong vòng 18 tháng, đúng không? Trong vòng 18 tháng với lãi suất là 9% trên 1 năm thì số tiền mà lãnh cuối kỳ là bao nhiêu ạ? Ta sẽ có FV bằng 100 nhân với 1 cộng cho 9% cộng với số tiền lãi suất nó mỗi 18 chia cho 12, đúng không? Số tháng chia cho 12 đấy là nó ra, ta sẽ ra được bao nhiêu? 113 triệu đồng 800.000 đồng đấy. Tại đây ta cũng có một cái ví dụ như sau. Nếu ta gửi tiết kiệm với 100 triệu đồng với lãi suất là 900 trên 1 năm và sau 600 ngày thì số tiền lãi được là bao nhiêu mà? Ta sẽ có FV sẽ bằng với 100 nhân với 1 cộng cho 9% mũ 600, đúng không? Chia cho 365 đấy thì nó ra được là 115 218 710 đồng. Ở đây ta có một cái khái niệm nữa, đây số tiền tính theo tháng này đấy. FV sẽ bằng BV nhân cho 1 cộng R trên cho N chia 12. Trong đó N là số tháng đầu tư, R chính là lãi suất trên 1 năm, BV là giá trị của đồng tiền hiện tại, hay nói cách khác đó là số tiền hiện tại mà ta đang có, số tiền hiện tại mà ta gửi vào ngân hàng. FV là giá trị tương lai sau N tháng đấy. Tại đây ta có một cái khái niệm như thế này, ta có thể quy đổi lãi suất theo kỳ ngắn hạn hơn là lãi suất theo chiều kỳ, theo chiều lãi suất theo kỳ ngày dài hạn. Ta có một ví dụ như thế này. Ta ví dụ đúng không? Nếu mà lãi suất đúng không? Trong vòng 4 tháng là 3% đi chẳng hạn. Thì lãi suất trong 1 năm là như thế nào? Thì lãi suất năm là bao nhiêu? Đấy, nó có một cái ta thì quy đổi lãi suất ngắn hạn theo cái lãi suất dài hạn, ta có R là lãi suất trong 1 năm, đúng không? Thì ta sẽ có công thức như sau: 1 cộng với R sẽ bằng với 1 cộng với 3%
trên cho mũ 3 đúng không? Mũ 3 đúng không? Thì ta sẽ suy ra được điều gì? Ta suy ra được R chính là bằng bằng giá trị này. Đấy. Bằng cái này trừ đi cho một sẽ bằng được là 9,27 phần trăm trên một năm. Đấy. Còn nếu mà lãi suất khác đúng không, là 0,9% chẳng hạn, thì lãi suất năm là bao nhiêu? Tại đây ta sẽ có được, à ở đây có một ghi chú nhé. Đấy. Đấy, ta có một cái ghi chú. Nếu lãi suất tháng là 0,9% thì lãi suất năm là bao nhiêu? Thì ta cũng có được cái điều như thế này. 1 cộng với R sẽ bằng với 1 cộng với 0,9% 42 đúng không? Thì điều này ta sẽ suy ra được là R bằng 1 cộng với 0,942 trừ đi cho 1 thì lãi suất năm nó sẽ là 11,35% trên cho 1 năm đúng không? Để tiện hơn cho việc tính toán ấy, thì người ta tính sẵn cái bảng giá trị tại một thời điểm trong tương lai của một đồng tiền hiện tại, ta ký hiệu là FV1. FV1 với BV đúng không? Là bằng 1. Thì khi đó đúng không? Khi đó FV1 sẽ bằng là 1 nhân cho 1 cộng R tất cả mũ N. Đấy. Với FV1 là giá trị tại một thời điểm trong tương lai của một đồng tiền hiện tại. Đấy. Và vừa rồi mình cũng đã trình bày xong cái ý về giá trị của một đồng tiền tại một thời điểm. Và ở cái phần tiếp theo mình sẽ nêu lên giá trị tương lai của một trụ tiền tệ đều và giá trị hiện tại của một khoản tiền trong tương lai. Và cái mục nhật ký học tập của mình đến đây là kết thúc.